Chi nha. Thì hôm nay á, là Chi chia sẻ tiếp với các bạn về hành trình đến Mỹ. Thì trong cái tập 8 này á, là Chi sẽ kể với các bạn về những cái ngày đầu mà chung sống của Chi với chồng Chi. Chi đã trải qua những cái khó khăn trở ngại gì và những cái cú sốc nào mà Chi đã gặp phải và Chi đã vượt qua những cái cú sốc đó như thế nào để có thể mà hòa nhập được cái cuộc sống mới. Một cái người chồng Mỹ và một cái người vợ Việt khi mà văn hóa thì khác biệt mà cái chính quan trọng cái chính á, là cái ngôn ngữ mình không thể giao tiếp được. Thì như những cái video trước Chi đã chia sẻ với các bạn đó, thì trong từng tập 1 đó là Chi đã có nói về những cái suy nghĩ của Chi và những cái bước đường mà Chi đã đi qua, là từ khi còn ở Việt Nam Chi ấp ủ ước mơ như thế nào và sau khi đến Mỹ và Chi đã thực nghiệm được cuộc sống ở Mỹ thì Chi vẫn chưa có sự thay đổi là Chi muốn ở Mỹ. Và sau khi trải qua những cái biến cố gì trong cuộc sống của Chi là Chi đã có cái thay đổi là Chi phải muốn ở lại Mỹ. Thì các bạn nếu có thời gian các bạn sẽ xem những cái tập trước của Chi á, thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn được về lý do tại sao mà Chi lại có cái cuộc sống mới ở Mỹ này trong khi Chi phải bỏ hết tất cả ở Việt Nam và Chi đánh đổi hết tất cả những cái gì mà Chi có sẵn trước đó. Chi đã tạo dựng được một cái thời gian rất là lâu ở Việt Nam rồi. Thì trong những cái khoảng thời gian mà Chi và ông xã Chi gặp nhau mà trao đổi với nhau là qua email để mà tìm hiểu nhau đó, thì thật sự là đối với những người mà quen biết với nhau mỗi ngày nhắn tin một hai tin, một vài tin nhắn nhắn, thì mình sẽ không hiểu hết về hoàn cảnh của nhau. Nhưng mà giữa Chi với ông xã Chi á, cho dù là cái thời gian nó ngắn nhưng mà mỗi ngày á là mình và ông xã mình á là trao đổi email với nhau rất là nhiều. Thì trong những cái email đó đó mình đã viết ra hết những cái nỗi lòng của mình, những cái mong muốn của mình và những cái gì mà mình có thể là mình kỳ vọng vào một cái người đàn ông mà mình đang đi tìm đó. Và cả ông xã mình cũng vậy, ảnh cũng kể cho mình nghe về cái cuộc hôn nhân trước đây của ảnh như thế nào và hiện tại bây giờ ảnh mong muốn là ảnh gặp một cái người phụ nữ ra sao để có thể kết hôn và bước tới một lần nữa đó. Thì mình với ảnh trao đổi với nhau nhiều lắm. Và trong những cái lần trao đổi đó đó, ảnh cũng biết được rằng á là Chi đang tìm kiếm một người đàn ông cho mình để mà Chi kết hôn và để Chi có thể ở lại Mỹ để mà Chi lo được cái tương lai cho con của Chi nó được tốt hơn. Bởi vì Chi đã trải qua cái cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, thì cái suy nghĩ mà Chi quyết định mà Chi ở lại Mỹ đó là ảnh cũng đã biết rõ ràng trước khi mà ảnh kết hôn. Nhưng mà lúc đó trao đổi qua lại thì anh cũng hiểu được là cái lý do của Chi á, là muốn ở lại Mỹ để mà Chi lo cho tương lai của con Chi, thì đó là một cái lý do chính đáng. Cho nên là anh cũng khuyến khích Chi, anh cũng nói rằng á, Chi không nên trở về Việt Nam. Tại vì lúc đó thật sự là Chi cũng cảm thấy bế tắc lắm. Mình cũng không biết được rằng con đường của mình đang đi á, là mình ở lại là đúng hay là mình sẽ trở về Việt Nam là đúng. Nhưng mà thật sự ra là cái suy nghĩ mà thôi thúc trong cái lòng của Chi á, là từ hồi trước tới bây giờ Chi đã cái ước mơ của Chi là muốn cho con Chi được đến Mỹ ăn học và được sống trong cái một cái đất nước Mỹ văn minh đó. Thì đương nhiên rằng cái cuộc sống ở nước ngoài là lúc nào nó cũng tốt hơn về tất cả vật chất, về mọi thứ để mà phát triển tương lai cho con cái. Thì đó là cái suy nghĩ Chi đã có từ rất lâu rồi. Cho nên đôi khi á, là trong lòng của mình nó sóng gió nó nổi lên đó, thì nhiều lúc mà mình nhớ con quá rồi mình suy nghĩ lại tất cả những cái chuyện trong quá khứ rồi mình lại tiếc những cái gì mà mình đã tạo dựng được ở Việt Nam. Cho nên cũng có đôi lúc á, là Chi cũng muốn buông bỏ hết tất cả để mà Chi quay trở về Việt Nam để có thể Chi sống một cái cuộc sống bình thường đó. Nhưng mà những đứa con của Chi á, đã làm cho Chi đã có thể là quên đi tất cả những cái lo lắng đó và những cái mà những cái giây phút mà mình có thể gọi là chống chến trong cái tâm hồn của mình đó. Cho nên là Chi đã vượt qua hết những cái phút giây đó và Chi nhìn vào hai đứa con của Chi và Chi chỉ nói rằng chỉ có mình phải mạnh mẽ, mình bước tiếp đi là mình mới có thể là mà thực hiện được cái ước mơ mà để cho con mình có một cái tương lai tốt hơn đó. Vì vậy á, mà Chi đã vượt qua những cái giây phút đó rất là nhanh chóng và Chi đã thực hiện ước mơ của mình. Cho nên là trong lúc mà Chi trao đổi với ông xã Chi là Chi cũng không giấu giếm mình bất cứ điều gì hết. Chi cũng nói là Chi cũng đã từng gặp qua rất là nhiều người đàn ông, nhưng mà thật sự là Chi cũng không có cái cảm giác và để mà gọi là đặt lòng tin vào những người đàn ông đó. Và Chi cũng không thể, nói chung là Chi không có cảm giác mà để Chi kết hôn với những người đàn ông Việt Nam một lần nữa. Cái đó là Chi không biết lý do tại sao, nhưng mà thật sự lúc đó là mình cảm thấy rằng mình nhìn những người đàn ông Việt Nam á, thì hầu như á, người nào cũng giống như người đó.
những cái tính cách mà bảo thủ gia trưởng, rồi những cái mà chỉ ngọt ngào chỉ cái thời gian đầu, rồi sau khi cưới nhau về rồi á thì mình sẽ trở lại một cái cuộc sống giống như là phải chịu đựng những cái tính cách mà không hợp với nhau. Đó là chị thấy là tất cả những người đàn ông chị gặp hầu như là có thể là nó cũng đều giống nhau như vậy, bởi vì đó là cái văn hóa của Việt Nam của mình rồi. Cho nên là khi thời gian tiếp xúc với chồng của chị á thì thật sự là mình cảm thấy lạ lẫm, và mình cảm thấy là mình thích cái cảm giác của một cái người đàn ông nước ngoài. Họ giống như là họ mang cho mình một cảm giác là mình được trân trọng, và những cái suy nghĩ của họ về cái tương lai và những cái dự định và những cái cách suy nghĩ của họ nó khác cái người Việt Nam của mình. Có nghĩa là họ không có phong kiến định kiến, họ không có bảo thủ, và họ rất là giống như là tôn trọng tất cả mọi quyết định của mình, và họ cố gắng họ làm bằng mọi cách để mà tạo cái niềm vui cho mình. Thì cái điều đó là chị cũng tham khảo qua những cái sách báo, rồi những cái người bạn kể lại cho mình nghe về những cái văn hóa và những cái tính cách của người đàn ông Mỹ. Cho nên là lúc đó tự nhiên mình cảm thấy là giống như mình bị thu hút về cái văn hóa khác lạ đó. Cho nên là mình muốn thử. Tại vì chị là một cái người là rất là thích thử những cái gì mới mẻ. Có nghĩa là những cái gì càng khó khăn thì chị lại càng muốn thử. Chị lại càng muốn thử cái sức của mình, thử xem là nó tới đâu, và những cái điều mới mẻ đó nó sẽ mang tới một cái kết quả gì. Đó là cái tính cách của chị. Cho nên là chị nói chung là mình hào hứng để mà mình tiếp tục cái con đường của mình đang đi đó. Thì khi đó là chị chia sẻ với anh xã chị như vậy, thì anh cũng biết được rằng cái định của chị là cũng đang tìm kiếm một người đàn ông, và có thể nếu mà hợp nhau hay là mình cảm thấy có cảm tình thì chị có thể là chị kết hôn để chị ở lại Mỹ. Thì ông xã chị lúc đó anh cũng nói rằng anh cũng đang tìm kiếm một người phụ nữ, và chị và ảnh cảm thấy là có nhiều điểm rất là tương đồng với nhau. Có nghĩa là trong suy nghĩ là mình cũng cảm thấy là mình thông cảm cho nhau được, và mình có thể mình kết hôn với nhau được. Cho nên khi mà ảnh nói chuyện mà ảnh kết hôn với chị đó, thì ảnh cũng biết được rằng giữa chị và ảnh thực sự cả hai luôn chứ không phải riêng một mình là vẫn chưa đủ tình yêu để mà có thể gọi là kết hôn. Giống như là những người mà ở Việt Nam của mình là phải yêu, phải tìm hiểu, phải yêu đương đi rồi đủ cái độ yêu đương rồi bắt đầu mình mới bước tới mình kết hôn đó. Nhưng mà chị với ảnh cũng cả hai cũng đều hiểu rằng chưa, tình yêu chưa có thể gọi là đến với cả hai người, nhưng mà chấp nhận kết hôn với nhau là vì ảnh không muốn chị phải trở về Việt Nam. Tại trong lúc đó là chị cũng có nghĩa là những đôi lúc mà mình giống như là mình yếu lòng đó. Nhờ thì ảnh cũng là nói là ảnh muốn kết hôn để mà chị ở lại đây, ở bên cạnh ảnh, ảnh không, chị không trở về Việt Nam nữa. Thì nếu mà có thời gian mà chị không có dự định trở về Việt Nam thì có lẽ là tụi mình cũng chưa kết hôn nhanh đến như vậy. Nhưng mà tại vì do ảnh nói là ảnh muốn cho chị yên tâm là và ảnh cũng yên tâm là ảnh không sợ mất chị đó, bởi vì ảnh sợ rằng nếu mà ảnh không hỏi cưới mình á thì có thể là ảnh không có cơ hội, bởi vì xung quanh của chị cũng rất là nhiều người đàn ông, mà chị sợ rằng ảnh sợ rằng giữa mình và ảnh cái ngôn ngữ bất đồng, không có nói chuyện được, rồi mình phải nản chí nản lòng là mình sẽ từ bỏ ảnh. Vì vậy là sau có vài lần gặp nhau á là ảnh đã hỏi cưới mình, và ảnh nói rằng cho dù biết được rằng hai người thật sự chưa yêu nhau, nhưng mà ảnh nghĩ rằng với cái tấm lòng của ảnh thì ảnh sẽ cố gắng ảnh làm để cho chị cảm thấy là chị yêu ảnh sau khi mình kết hôn. Có nghĩa là mình xây dựng cái tình cảm sau hôn nhân đó. Thì giữa chị và ảnh thì cũng đã lớn rồi chứ không phải là còn nhỏ, cho nên là cả hai bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân với một cái gọi là chỉ là tình cảm thôi chứ chưa phải gọi là tình yêu. Thì sau khi mà kết hôn và chị chuyển về nhà của chồng chị sống á, thì đó là những cái ngày tháng phải gọi là chị hơi sốc. Bởi vì mình sốc là tại vì á, các bạn biết không, ngoài trước á, là mình ở Việt Nam từ nhỏ tới lớn á, là mình chỉ sống trong cái một cái thành phố, mình ở thành phố, mình ở Sài Gòn sinh ra lớn lên, là ở thành phố nhộn nhịp, lúc nào cũng là đông người. Có nghĩa là mình có cái một cái cuộc sống của mình là nó gọi là nó ồn ào, nó náo nhiệt quen rồi. Rồi khi mà mình đi chỗ này chỗ kia, rồi khi chị qua Hawaii chị sống một cái thời gian ngắn vài tháng đó, thì cũng giống như ở Việt Nam mình vậy đó, cũng đi ra là đi, mình muốn đi chợ, đi mall hay là đi ăn uống gì đó nó cũng rất là gần. Rồi khi chị đi qua Cali, rồi chị đi qua Atlanta cũng vậy, những cái nơi mà chị đi qua đó thì nó cũng vui lắm. Nói chung là nó cũng không có làm cho mình cảm thấy là nó khác biệt quá đối với Việt Nam của mình, mà mình cũng cảm thấy là cuộc sống ở đây mình cũng có thể mình sống được, bởi vì nó cũng gần như Việt Nam mình. Nó chỉ có một cái khó khăn là cái tiếng Anh của mình nó chưa tốt cho nên mình khó hòa nhập thôi. Và thế là khi mà chị về chị sống với chồng chị á, thì từ một cái
nơi mà mình sống mà đông đúc người xe qua lại, mà trở về cái gia đình của ảnh, về cái ngôi nhà của ảnh sống thì cách thành phố Atlanta là khoảng 1 giờ lái xe, mà đó là một cái thành phố nằm ở ngoại ô của cái thành phố Atlanta, thì một cái sự thay đổi hoàn toàn khác biệt các bạn. Bởi vì ở cái nơi mà mình sống thì nó yên tĩnh lắm, nó là một cái vùng ngoại ô mà, cho nên là nó yên tĩnh lắm, cho nên là mình về lúc đó là mình cảm thấy là mình buồn lắm, mình bị hụt hẫng các bạn, mình hụt hẫng với tâm lý là giống như là tự nhiên mình trở lại một một cái chỗ nào đó nó rất là xa lạ với mình. À, không có người quen, mà không có người Việt, mà không có gia đình bên cạnh, không có ai hết, và bên cạnh mình là một cái người đàn ông xa lạ mà mình chỉ có cảm tình thôi, chứ thật sự ra là mình chưa yêu, cho nên là mình cảm thấy là mình chơi vơi lắm. À, nhưng mà trong cái lúc đó đó thì cái suy nghĩ của mình mới nghĩ rằng là mình phải bắt đầu cuộc sống mới, và mình phải tập làm quen. Cho nên là lúc đó là chỉ tự nhủ với lòng mình là tất cả mọi chuyện là mình phải bắt đầu lại, cho dù nó có mới mẻ nhưng mà mình cố gắng thì từ từ nó cũng sẽ thành quen. Cho nên là thế là chị sẽ tập tễnh trong những cái ngày đầu mà để làm quen với cuộc sống mới. Thì hoàn toàn chi với ông xã chi á, là chỉ trao đổi qua lại á, ảnh tập cho mình nói chuyện mỗi ngày, rồi trao đổi qua lại bằng cũng tiếp tục là email, rồi mỗi ngày ảnh đi làm, chi chỉ có việc ở nhà. Tại vì cái thời gian đó là khi mà kết hôn á, rồi trong thời gian mà ảnh làm giấy tờ mà để cho chi mà ở lại đó, thì thật sự ra là chi ở nhà thôi, chứ chi cũng chưa có giấy tờ để đi làm. Mà trong suốt khoảng thời gian 4 tháng, là từ tháng 12 mà chi cưới nhau cho đến tháng 4 là chi mới có giấy tờ để đi làm, thì trong 4 tháng đó đó là chi chỉ ở nhà quanh quẩn trong nhà thôi. À, sáng anh đi làm thì mình ở nhà mình nấu nướng, rồi cái mình gọi điện thoại về mình nói chuyện với gia đình, rồi mình mở mạng lên thì mình học tiếng Anh, rồi mình xem cái này cái kia vậy đó. Thì cái thời gian lúc đó là giống như một cái thời gian sống chậm lại trong trong cái cuộc sống của Chi, trong cuộc đời của Chi, bởi vì mình không phải làm bất cứ một cái gì ngoại cái trừ là giống như mình tận hưởng cái cuộc sống của mình vậy đó. Cho nên là mình cũng cảm thấy hơi buồn, và mình cảm thấy nó chán đó các bạn, buồn chán lắm. Thời gian đó là cũng cảm thấy buồn chán lắm, nhưng mà mình nghĩ tới cái tương lai và những cái ước mơ hoài bão của mình sắp được thực hiện được, là con cái của mình cái tương lai sau này nó sẽ tốt hơn, tự nhiên là mình cảm thấy mình vượt qua nó. Cho nên là khi mà trong những cái ngày tháng đó đó, thì ông xã mình cũng rất là tâm lý, ảnh cũng cố gắng tìm mọi cách để cho mình cảm thấy khuây khỏa, để cho mình cảm thấy là mình có thể dễ dàng mình hòa nhập với cái cuộc sống mới. Cho nên là ảnh rất là quan tâm đến mình, và ảnh chăm lo cho mình từng chút một, từ cái tâm lý và từ tất cả mọi thứ ảnh quan tâm, ảnh hỏi han đủ thứ hết á. Thì dần dần á, rồi mình mới cảm thấy rằng cái người đàn ông này á, là họ rất là chân tình, họ thật tình, họ thật lòng với mình. Thì phụ nữ mà các bạn biết rồi đó, mình là mình yêu bằng tai, đàn ông thì yêu bằng mắt, nhưng mà phụ nữ thì lúc nào những cái lời ngon ngọt hay là những cái mà người chân tình của người khác làm cho mình á, là từ từ mình cũng sẽ cảm nhận được. Cho nên là dần dần mình mới cảm thấy là mình có cảm tình với ảnh. Yêu thì cũng thật sự chưa yêu đâu các bạn, đó chỉ là một cái cảm tình mỗi ngày nó một nhân lên thôi, chứ thật sự gọi là yêu thì cũng phải chưa gọi là yêu nữa. Thời gian mới mới sống với nhau có vài tháng thôi, làm sao mà gọi là yêu được các bạn. Nhưng mà mình có thể là mình có cảm tình mỗi ngày càng nhiều hơn với chồng mình, và mình cảm thấy rằng người đàn ông này là mình cảm thấy rất là trân trọng anh ấy, bởi vì anh ấy thật lòng yêu mình. Lúc đó là ông xã mình cũng làm mọi thứ mà anh nói là anh đã yêu mình rồi đó, nhưng mà người Mỹ mà họ nói họ yêu thì mình biết vậy thôi, nhưng mà biết đâu sang năm thì họ hết yêu mình nữa, mình hiểu điều đó chứ. Nhưng mà mình cảm thấy rằng những cái điều mà anh làm cho mình thì xuất phát tận cái trái tim của ảnh, tận cái đáy lòng của ảnh, là ảnh làm cho mình rất là chân thành đó. Thì trong cuộc sống của Chi á, là những cái ngày tháng buồn bã đó đó, ở nhà Chi á, thì có một cái con chó, thì ảnh nuôi con chó đó cũng trước đây là mấy năm rồi. Thì người Mỹ đó, cái phong tục của họ đó là họ cưng thú vật á, thú nuôi á, còn hơn là con nữa, giống như con vậy đó các bạn. Cho nên là ảnh chăm chút cho cái chú chó của ảnh á, cái con chó của ảnh, ảnh về cái ảnh chăm sóc cho nó, ảnh lo cho nó ăn uống tắm rửa, rồi ảnh nói chuyện ảnh chơi với nó. Các bạn biết không, lúc đó mình đã sốc về những cái vấn đề mà mình thay đổi cái cuộc sống, cái hoàn cảnh sống, từ cái nơi phồn hoa náo nhiệt cho đến về một cái chỗ mà thành phố ngoại ô mà vắng vẻ hơn á, rồi mình ở cái tâm lý của mình nó đã cảm thấy buồn rồi, mà về rồi nói chuyện với nhau nó cũng không được thoải mái, không có giao tiếp được tự nhiên.
rồi mà mình về mình lại thấy ảnh giống như ảnh chăm sóc cái con chó đó, nó còn giống như là ảnh quan tâm với nó còn hơn mình nữa. Cho nên lúc đó có nhiều lúc mình cảm nhận là mình nói ồ, tại sao mà mình bị giống như là tủi thân đó các bạn. Mình nghĩ là ồ, tại sao mà họ còn thương con chó hơn là thương con người nữa, cái mình bị tủi thân. Thế đôi lúc đó mình nghĩ mình giận dỗi đó các bạn, có đôi lúc mình giận dỗi mình nghĩ rằng thôi mình sẽ rời xa ảnh, tại vì có thể là mình sẽ không có hòa hợp được cái cuộc sống ở đây đâu. Có những lúc mà chị nghĩ như vậy luôn đó. À, rồi thế là ảnh biết được cái tâm tâm lý của mình, tại vì có những lúc chị cũng nhắn tin, chị cũng nói chơi với ảnh, chị nói là chị cảm thấy là chị ghen ghen tị với lại cái con chó của ảnh quá, bởi vì ảnh yêu con chó hơn là yêu chi. Đó, ảnh nói là không phải đâu, bởi vì tại vì con chó nó không có cái cảm xúc, nó không có biết được là nó không nói được, cho nên là ảnh phải phải lo lắng cho nó như vậy. Nhưng mà ảnh là yêu chi hơn con chó chứ ảnh không có phải mà ảnh coi trọng con chó hơn chi đâu. Đó, cho nên là ảnh cũng an ủi mình, ảnh mới nói là mình đừng có suy nghĩ như vậy. Nói chung là ảnh làm bằng mọi cách để cho mình thấy được rằng đó là những cái điều tự nhiên, chứ nó không có phải là gọi là ảnh không yêu mình. À, thì đó là những cái suy nghĩ mình sốc, nghĩa là những cái ngày tháng đầu tiên về là mình sốc đủ thứ đó. Sốc nói chung là về cái cách mà ảnh quan tâm tới con chó thôi là mình cũng đã cảm thấy sốc rồi. Đó, cho nên là hả mình vượt qua những cái ngày tháng đó, xong rồi mình trông chờ, mình đợi cho tới ngày mà mình có được cái giấy tờ social đó. Thì sau khi mà chị có cái social xong á thì ảnh mới tập cho chị lái xe. Thì thật sự ra đó, lái xe hơi đó thì chị cũng đã biết lái từ ở Việt Nam rồi. Chị đã lái được mấy mấy năm rồi ở Việt Nam, chị cũng đã trải qua một cái thời gian là mình làm quen với cái việc mình lái xe rồi, cho nên là mình không có khó khăn gì mà khi bắt đầu mà mình học lái xe ở đây. Nhưng mà ở đây á, thì ảnh á, là ảnh tập cho chi ra ngoài lái ở ngoài đường highway á, thì ảnh phải tập cho chi sau khi có giấy tờ xong rồi á, là thi đậu cái bằng luật rồi đó. Trong thời gian đó là ảnh tập cho chi rồi. Thì chi lái xe đó là chi thi, chi học lái, học thi á, thi lái là trong vòng chỉ có 30 phút thôi là chi hoàn thành cái bài mà thi viết và thi lái luôn. Cho nên là khi mà chi có giấy tờ đi làm rồi á, là đầu tháng 5 á, là bắt đầu là chi đi làm nail, là ảnh mới chở chi đi những cái tiệm nail ở ở gần nhà đó. Thì vô xin làm, thì lúc đó thời đó là tháng 5 á, thì hầu như là những cái tiệm nail là người ta rất là cần thợ, tại vì mùa hè mà các bạn, mùa hè cho nên là những cái tiệm nail người ta rất là cần thợ. Thì chị đi xin cái là người ta nhận liền. Đó là những cái ngày mà chị đi làm đầu tiên đó các bạn, biết không, chị mừng lắm. Nói chung là giống như là mình được chắp thêm cái đôi cánh mà mình được bay vậy đó. Chị mừng là chị đã được sổ lồng, có nghĩa là giống như là mình đã bị trói buộc cái chân của mình đó trong suốt gần 1 năm trời. Đó là gần 6 tháng mà sống ở Atlanta, rồi về nhà anh sống gần 4, coi như là khoảng 4 tháng nữa, là coi như 10 tháng trời luôn. Là có nghĩa là mình không làm gì được hết. Đó, sau khi đi làm rồi cái bắt đầu là mình cảm thấy là vui lắm, mình cảm thấy là cuộc sống của mình nó bình thường lại như trước đây rồi, là mình đã trở về được cái con người của mình rồi, là được làm tất cả mọi thứ, có nghĩa là mình được đi làm rồi, mình được lái xe đi đây đi đó, rồi mình có thể mà mình tung tăng đó, có nghĩa là lúc đó là mình cảm thấy là mình cũng đỡ buồn rồi, cũng cảm thấy là cũng trải qua được cái thời gian khủng hoảng rồi. Nhưng mà cũng có những cái trong trong những cái lúc mà cuộc sống vợ chồng đó thì cũng nó có những cái mà mình không hiểu nhau đó, thì nó cũng có những cái xung đột xảy ra, rồi mình giận dỗi ảnh, rồi ảnh cũng cảm thấy nhiều lúc mà ảnh cũng bất lực đối với mình, là tại vì những cái điều mà ảnh nói mình không hiểu đó, thì ảnh cũng lại là sợ rằng giống như là mình rời bỏ ảnh, cho nên là ảnh bị căng thẳng, ảnh bị stress á, cho nên là những cái đó nó stress thì nó lại càng tạo ra stress nữa. Các bạn biết không, khi mình kể với các bạn về những cái giai đoạn đó đó, mình còn cảm thấy là mình sợ hơn nữa đó. Tại vì lúc đó thực sự là các bạn không hiểu được cái tâm lý của mình lúc đó đâu. Vừa xa con, vừa xa gia đình, rồi sống với một cái người xa lạ, rồi cuộc sống xa lạ, rồi mình không thể hòa nhập được. Nó stress dữ lắm luôn á. Nhưng mà thực sự mà nói là mình cũng phải ráng mạnh mẽ, chi mạnh mẽ, chi bước qua những cái ngày tháng đó, từ từ chậm chậm và mình thích nghi với nó dần dần. Chứ còn thật sự ra lúc đó nếu mà người nào mà không có đủ cái sự mạnh mẽ đó thì thật sự là sẽ bỏ cuộc đó. Cái đó thì chỉ nói bằng cái sự thật, bởi vì không có ai có thể nào mà trải qua những cái ngày tháng mà như vậy mà có thể cảm thấy rằng là tiếp tục bước đi được, nếu mà không có những cái hoài bão và những cái ước mơ mà mình đã đặt ra, và mình phải cố gắng mình làm bằng mọi cách
nếu mà không có một cái giống như mỗi người chỉ nói thôi mình duyên nợ, mình gặp chồng của mình rồi mình lấy chồng của mình, nếu mà sống được thì sống, còn không được thì chia tay, thì cái đó quá dễ dàng rồi, thì các bạn sẽ không có thể nào mà có cái động lực để bước tới nữa. Nhưng mà mình là mình có cái động lực, là mình nghĩ rằng tất cả là con của mình, tương lai của con mình nó còn ở phía trước, là mình phải hy sinh, có nghĩa là mình phải vượt qua tất cả những cái khó khăn đó, những cái cú sốc đó, để mà con mình nó mới có được cái tương lai tốt hơn. Cho nên là mỗi khi mà Chi gặp phải những cái điều gì đó mà khiến cho mình có cái suy nghĩ là mình từ bỏ đó, là những cái đứa con của Chi á, nó làm cho mình cảm thấy rằng mình mạnh mẽ hơn và mình vượt qua được những cái ngày tháng đó. Thì đó là những cái ngày tháng, thật sự là những cái tháng đầu thôi nha các bạn, đó là những tháng đầu tiên thôi, cho đến khi mà Chi đi làm thôi đó, là Chi cảm thấy là có một cái thời gian chỉ có 4 tháng Chi sống chung với chồng Chi thôi, mà Chi khủng hoảng tâm lý luôn á. Có nghĩa là khi mà Chi đi làm được rồi á, lúc đó là Chi mới được giải tỏa cái tâm lý của Chi, lúc đó mới cảm thấy là nhẹ nhàng. Chứ còn mà trước đó là trời ơi, các bạn biết không, là mình cảm thấy là chưa bao giờ cuộc đời của mình nó đưa mình vào cái hoàn cảnh lúc đó mà mình phải chọn lựa là mình đi hay là ở. Hồi trước tới bây giờ Chi làm bất cứ một cái việc gì á, Chi xử lý sự việc rất là nhanh. Một là một, hai là hai, quyết đoán trong trong vòng, có nghĩa là sau khi mình suy nghĩ chính xác đắn đo rồi đó, là mình giải quyết trong vòng 3 nốt nhạc, có nghĩa là cái tính của mình là như vậy. Nhưng mà trải qua những cái ngày tháng đó, mình đôi khi là giống như là mình không biết là con đường của mình như thế nào đó, là có những lúc là mình tự hỏi bản thân mình là chẳng lẽ mình đang đi sai con đường đó. Đó thì đó là những cái ngày tháng đầu tiên là Chi đã kể cho các bạn nghe nha, đó là chỉ một cái thời gian ngắn thôi đó. Hôm nay là Chi sẽ tạm dừng cái hành trình đến Mỹ của Chi ở đây, và Chi sẽ tiếp tục kể với các bạn về những cái quá trình mà sống chung mà hai vợ chồng của Chi đã xảy ra, phải gặp phải những cái điều gì nữa, những cái bất đồng gì nữa, thì Chi sẽ tiếp tục kể về cái tập sau, bởi vì tập này nó cũng đã hơi dài rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Chi ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào có thích thì cho Chi xin một like nha. Và bạn nào chưa subscribe cái kênh của Chi thì các bạn sẽ subscribe để có thể mà thấy những cái video mới của Chi post lên nha. Xin chào tất cả các bạn. Chúc tất cả mọi người được thật nhiều hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống.